5 cách thoát hiểm an toàn khi cháy lớn tại nhà cao tầng. Vụ cháy lớn rạng sáng ngày 24 tháng 5 tại phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khiến 14 người tử vong, 3 người bị thương. Những kỹ năng vàng dưới đây sẽ giúp thoát hiểm an toàn khi có hỏa hoạn. 1. Giữ bình tĩnh. Khi phát hiện có cháy xảy ra, dù cháy ở nhà riêng lẻ, nhà cao tầng hay cháy chung cư mini, Điều quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh để có thể đưa ra quyết định sáng suốt và hành động nhanh chóng, bởi hoảng loạn sẽ khiến bạn mất đi phương hướng và dễ mắc sai lầm, dẫn đến nguy hiểm cho bản thân. Theo khuyến cáo của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, khi xảy ra hỏa hoạn, người dân cần bình tĩnh tìm ngọn lửa và khói. Nếu đám cháy nhỏ, cần tìm cách chữa cháy bằng bình nước, bình chữa cháy, cát và chặn ướt nếu trái lớn không thể dập lửa, phải nhanh chóng tìm cách thoát hiểm, hô hoán mọi người biết cung thoát hiểm và gọi điện tới số máy 114. Nhanh chóng ngắt cầu giao điện nơi xảy ra đám cháy, bởi điện gây cháy nổ sẽ dẫn đến đám cháy bùng phát nhanh hơn. 2. Báo động Hãy báo động cho mọi người xung quanh biết về vụ cháy bằng cách hô to, gõ cửa từng phòng hoặc sử dụng chuông báo cháy nếu có, sau đó hãy nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn. 3. Tìm lối thoát hiểm sử dụng bản đồ hướng dẫn thoát hiểm hoặc các biển báo chỉ dẫn để tìm kiếm lối thoát hiểm gần nhất. Nếu cháy lớn xảy ra tại nhà cao tầng, cháy trung cư, cháy trung cư mini, tránh sử dụng thang máy vì nguy cơ kẹt lại rất cao. Nếu có thể, hãy di chuyển xuống cầu thang bộ theo hướng dẫn của nhân viên cứu hộ. Thông thường, các lối thoát đến nơi an toàn ở các nhà riêng lẻ hoặc liên kề bao gồm lối ra cửa chính của căn nhà, lối ra cầu thang thoát hiểm ngoài nhà từ các tầng, lối ra ban công và lối lên sân thượng hoặc mái để thoát sang công trình liên kề đối với các căn hộ riêng lẻ lối thoát an toàn là cửa sổ hoặc ban công với sự hỗ trợ của các thiết bị như thang thang dây hoặc dây tự cứu hạ chậm đối với các nhà có lâm sắt bảo vệ bên ngoài có thể thoát qua ô cửa trên lâm sắt để sang các công trình liên kề nếu không có sẵn cửa thoát hiểm hãy bình tĩnh tìm kiếm các vận dụng như búa, xiêu hoặc các vận dụng khác để bẻ gãy hoặc mở rộng các ô trên lồng sắt, giúp mọi người di chuyển đến nơi an toàn với sự hỗ trợ của những người xung quanh. Trong trường hợp lửa và khói đã chặn mất lối thoát chính, nếu ở tầng thấp có thể thoát ra ngoài qua cửa sổ hoặc ban công. Nếu không thể ra ngoài, hãy tập hợp mọi người vào một phòng, ngăn khói và lửa vào qua cửa bằng cách chặn các khe hở quanh cửa với khăn trải giường, chăn, quần áo ướt hoặc băng dính và kêu cứu từ cửa sổ. Tuyệt đối không nấp dưới gầm giường trong phòng hoặc tủ để đồ vì sẽ rất khó khăn để lính cứu hỏa tìm ra bạn. 4. Bảo vệ bản thân khỏi khói. Khói là kẻ thù nguy hiểm nhất trong đám cháy. Khi di chuyển, hãy cúi người xuống thấp và di chuyển sát theo tường để tránh hít phải khói độc. Nếu có thể, hãy sử dụng khăn ướt hoặc miếng vải để che miệng và mũi. Khi ra ngoài, chỉ mở cửa bạn cần, đóng tất cả các cánh cửa đang mở để ngăn đám cháy lan nhanh. Đặt mù bàn tay lên cánh cửa, nếu thấy ấm thì không mở, không dùng lòng bàn tay để tránh bị bỏng. Nếu tay nắm cửa mát và không thấy khói quanh cửa, bạn có thể mở cửa chậm và cẩn thận tránh người mặt sang một bên để phòng bị tạt lửa. Khi mở cửa, nếu thấy lửa bùng lên hay có khói xông vào phòng thì đóng cửa thật nhanh và chặt. 5. Liên hệ với lực lượng cứu hộ. Gọi điện thoại cho lực lượng cứu hộ theo số 114 hoặc thông báo cho bảo vệ tòa nhà để được hỗ trợ, cung cấp cho họ thông tin về vị trí của bạn và tình hình đám cháy. Ngoài năm cách trên, bạn cũng cần lưu ý một số điều. Không quay trở lại khu vực đang cháy. Việc quay trở lại khu vực đang cháy rất nguy hiểm và có thể khiến bạn mất mạng. Không cố di chuyển qua đám cháy. Nếu bạn gặp đám cháy, hãy tìm cách di chuyển xung quanh hoặc quay trở lại nơi an toàn. Giúp đỡ những người khác. Nếu bạn có thể, hãy giúp đỡ những người già, trẻ em hoặc người khuyết tật thoát hiểm an toàn. Lưu ý, các biện pháp phòng cháy chữa cháy là vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Hãy tham gia các lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy và trang bị đầy đủ các dụng cụ phòng cháy chữa cháy cho gia đình.